bây giờ đã cắn đối thủ. Ôi. Trời ơi. Đó. Bà Lê Nhân có đánh đâu không ạ? Trời ơi, thấy cái gì một nùi giải không thấy một cái gì hết. Chỗ này. Em còn thế cơ. Chỗ này còn thế đi. Giữ hết á. Ê! Trời ơi! 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 Trời
Thưa quý vị thân mến, như vậy là đội của Harry Won và Lê Nhân tiếp tục thua. Trận chung kết sẽ là Mạc Ngân Khoa, Quỳnh Lập, Bảo Quang và Lâm Dĩ Dạ. Tất cả hãy sẵn sàng cho trận đấu chung kết. Bà Hậu làm được gì đâu. Hậu cho luôn. Bánh bèo. Anh ơi, nằm vậy sao người ta chơi? Cắn. Cắn vô đùi. Em sắp qua nè. Mày lo chị đi đâu? Chị đâu thế chú em? Lâm ơi, ta vào đi. Trời chơi vậy đâu quá. Đâu quá. Lấy mặt đi Hậu, lấy mặt đi. Lấy mặt đi. Không lấy được thì chặt quá chị ơi. Phụ em. Được. Chị ơi, chị có thấy mình may mắn không? May mắn hơn mình may mắn hết chị nhờ. Chị ui da, chị nhà. Trái banh vừa rồi là đụng cái đầu Hậu Hoàng vào trước. Nhưng Lâm Vĩ Dạ đã cắn đối thủ. Ôi trời ơi, ơi luôn nè. Ôi anh có thể làm người cắn bằng em luôn hả? Để anh chở em đi chích ngừa. Em đau quá anh Hoàng. Cái gì? Đau. Đứng nè. Trời ơi. Bầm tim. Anh Hoàng bầm tim. Như vậy thì không thể thi đấu nữa. Rồi, rời sẵn luôn. Đau quá. Diễn xuất trước đầu đài. Trận đấu giờ còn lại Hậu Hoàng và Mạc Văn Khoa. Trời, nhiều con gái nha. Tỷ số hiện tại là đội Hậu Hoàng đang là 2 và đội Mạng Khoa là 0. Nhưng một người đàn ông bây giờ chống chọi với người phụ nữ nhỏ nhắn như thế này làm sao chịu nổi. Nhìn bé thương quá anh ạ. Thương thì đem về nuôi. Em không dám đi bàn luôn á. Chứ không phải là không có sức hả? Nhưng mà vì vết cắn đồng đội em chịu được cho nên em sẽ cố gắng hết sức. Cắn lại cho em. Ông bà Thu Hiên cắn lại luôn đó. Thank you.
đúng rồi. Hay quá, một cú đá giọt của em là đá từ xa. Một cú sút xa vào. Thế thôi em canh gôn luôn, thủ gôn nhá. Ghê quá. Giữ không thành tới hết giờ. Ôi, ôi. Đây, cho em phá bóng. Mệt nha. Hãy, đây là chiến thuật nè, giữ cái banh. Đúng rồi, ngồi lên luôn, ngồi lên banh. Ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên, ngồi lên. Ngồi đây, đi. Đúng rồi, hay quá. Mày bắn đại gì? Trời ơi là trời. Thế thế gì mà thiệt quá, thiệt quá. Tôi ca lượng vô cổ quá. Khó thở lắm quá. Đúng rồi kìa. Rồi, di chuyển bóng. Di chuyển bóng. Go now. Cái gì mà chơi kẹp cổ bạn? Hầu Hoàng chơi đạp thẳng vô gáy người ta. Trời ơi, làm gì là chết. Anh ơi, em đạp vào lưng, em đạp vào lưng. Ra khỏi sân. Trời, trận đấu còn lại duy nhất Mạc Văn Khoa. Chúng ta phải sống chậm lại. Sống chậm lại. Sống chậm lại. Thưa quý vị thân mến, như vậy là trận đấu rất may mắn còn lại một mình Mạc Văn Khoa. Bắt đầu. Hết giờ. Không lực tính, không lực tính, vẫn chưa đến nơi. Vào gôn, tại sao hết giờ nhanh vậy? Hết giờ trước khi em đá. Hết giờ. Hết giờ. Như vậy, sau trận đấu vừa rồi, chiến thắng vẫn thuộc về đội Lâm Vĩ Dạ và Hậu Hoàng. Yeah! Cái tay cởi áo. Ủa anh ơi. Nói chung là hai đứa gái mà đấu với quá trời người đàn ông thì tới thời điểm này như vậy là cũng giỏi rồi. Con Khoa. Gái nào mà chơi cắn như vậy, con gái nào mà chơi chấn vô gái người ta. Cái này là con chó nè. Là chị nói chuyện nghe. Không phải, cái đó là lúc đó mà chó nhập chị á. Chứ không phải chị cắn. Thôi, nói chung vậy thôi, chứ mình chơi chưa đúng luật lắm. Nên là mỗi đội sẽ mang về một điểm thưởng, xin chúc mừng. Yeah. Yeah. Anh Giang ơi, em chưa bao giờ thấy ai chơi cái túi luôn dạ. Túi cảm giác bất lực như đen. Ghê thiệt, tại sao có thể cắn một người đồng nghiệp của mình như vậy? Để lại một vết thù, người yêu của Lập còn chưa dám cắn Lập như vậy. Đâu đó quanh đây có một giọt nước mắt của em á. Lúc em nhìn đồng đội bị cắn nó mà giờ nó khô rồi. Ghê quá, khủng khiếp. Thưa quý vị, tài xế giả bộ cho Lập cắn em lại cái gì? Chả thôi. Ok. Rồi. Bây giờ em cắn chị đi, cắn chị đi. Khoa ơi, cắn phụ. Thôi, cắn đi, cắn đi, cắn đi, đừng ngại ngùng. Thôi quá ngại. Quá rồi, nó không cắn được. Vẫn thôi à. Em cắn thôi, em ngộ độc, em chết luôn á. Thôi, thà mình bị cái này còn hơn là mình cắn cho mình chết nhanh hơn nữa. Đúng rồi, đúng rồi.